Xin kính chào quý vị và các bạn. Năm mới đang đến rất gần rồi ạ. Chỉ có một vài tiếng nữa thôi là cả nước sẽ cùng đón chào khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đêm nay. Ở mỗi vùng miền của đất nước thì sẽ đón giao thừa với các sắc thái thời tiết khác nhau. Phía Bắc trời rét, còn ở phía Nam thời tiết mát lạnh. Lúc này thì ở Nam Bộ trời đang mát dịu ạ, nhiệt độ vào khoảng 27 độ. Và càng gần thời khắc giao thừa thì nhiệt độ sẽ càng giảm, chỉ khoảng 24 đến 25 độ, cảm giác lành lạnh. Với miền Bắc thì đêm nay không còn rét buốt, nhiệt độ phổ biến khoảng 14 đến 15 độ. Ở ven biển Ninh Bình, Hải Phòng hay là Hạ Long thì có mưa nhỏ. Còn thủ đô Hà Nội và các nơi còn lại thì trời có gió nhẹ, sương mỏng, hứa hẹn những màn pháo hoa rực sáng và lung linh trên bầu trời. Người dân ở nửa phía Bắc miền Trung thì sẽ đón giao thừa trong thời tiết tạnh ráo và rét nhẹ với nhiệt độ khoảng 14 đến 18 độ. Còn ở nửa phía Nam miền Trung từ Đà Nẵng vào đến Phan Thiết thì trời lạnh, 20 đến 24 độ. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Các vùng biển trên cả nước thì sóng gió đang giảm dần. Dự báo là đêm nay và ngày mai thì huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Riêng huyện đảo Trường Sa thì cảnh báo mưa dông đi kèm gió giật và lốc xoáy. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số nơi trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.